Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Blue Energy Việt Nam. Hôm nay mình sẽ review một chiếc xe Nhật Bản cho các bạn xem ha. Chiếc này tiền thân của nó là chiếc PNG, xe Nhật Bản, và khách hàng gửi vào cho mình kêu mình sơn đen lại cho nó tông xịt tông luôn. Khách hàng rất là thích màu đen, chơi một màu đen tiền luôn. Riêng về cái hàng Nhật Bản nha, ví dụ như PNG nè, ví dụ như Louis Gardner nè, trời ơi cái sườn của nó là cực kỳ ngon các bạn. Bây giờ mình sơn lại nó còn ngon hơn cả cái sườn mới mà mình nhập từ Trung Quốc nữa. Rồi, mình sẽ review nè. Mấy cái này thì quen thuộc rồi, nhưng mà để cho các bạn nào mà chưa biết á, đây là động cơ 3 phang 750 trợ lực theo Speed Sensor. Speed Sensor là bên xưởng mình thường hay gọi thôi, nhưng mà tên thật của nó là Cadence Sensor. Tức là sao? Khi mà mình chỉ cần có vòng đạp thôi là tự động nó sẽ trợ lực. Bây giờ mình mở cho các bạn xem thử ha. Đây, ví dụ nè, các bạn đạp đúng không? Đó. Đối với dòng Cadence Sensor này, tốc độ rất là cao, đạp rất là sướng, rất là đỡ mất lực. Và đi kèm với lại động cơ, đây là cục pin khá là lớn ha các bạn, 48V và 25Ah. Nếu như mà các bạn chạy ga không á, thì khoảng đâu đó khoảng được 80-90 cây một lần sạc. Còn nếu như mà các bạn đạt trợ lực thì có thể lên đến 130-150 tùy theo cái mức độ đạp của các bạn. Rồi, trên xe này thì bình thường nó không có ba ga, thì mình cũng gắn ba ga luôn cho khách nè. Ba ga này có đồ để trên luôn. Thường các bạn gắn ba ga là không biết để trên chỗ nào đúng không? Và những cái dòng xe này cũng không có đồ để trên luôn, thì cái ba ga này có đồ để trên. Rồi, trang bị trên xe luôn là cái in FMXTR. In này khá là dày, khá là êm nha các bạn nha. Rồi, phía trước thì xe cũng được trang bị phục nhúng luôn nè, phục nhúng zin của PNG luôn nha. Cái này mình sơn đen lại thôi. Thắng thì thắng gom, nhưng mà riêng thắng gom này của Shimano thì cũng bóp khá là âm, khá là ổn. Ở phía trên cổ lái đây nè, cái xe nguyên thủy á, là nó có cái tay lái ngang cơ, tay lái ngang, nhưng mà anh khách này là anh muốn đi trong phố rồi đi làm cho nó thật là thoải mái, cho nên là mình lắp cho ảnh cái bô tang gật gù của Morocca ha. Đây các bạn thấy nè, chỗ này gật gù lên được. Đây là cao nhất rồi, khi mà mình cho nó xuống thấp nhất hoàn toàn là tới đây luôn á thì nó khá là thấp, thì lúc đó các bạn chạy sẽ chúi hơn, nó cảm giác là thể thao hơn. Rồi, ảnh cũng khá là yêu thích cái sự nhẹ nhàng thoải mái, cho nên là mình gắn luôn cho ảnh cái bô tang, xin lỗi các bạn, ghi đông cánh chim. Cái ghi đông cánh chim này ngồi y chang như touring rồi các bạn, coi thử ha. Thoải mái không? Khá là thoải mái các bạn nha. Đã lỡ thoải mái rồi, mình thoải mái đến tận cùng luôn. Đây, bao tay xốp của Smallow. Đối với lại bao tay này thì nó được cái là nó giống như là kết hợp giữa xốp và nhựa, bóp nó mềm mềm giống silicon. Bóp mềm mềm nha các bạn. Rồi, phía trên này mình có gì đây? LCD, LCD 3 phang. LCD 3 phang này mình có được thông tin về tốc độ nè, pin nè, mức độ trợ lực nè, trip nè, odo nè. Rồi nó cũng báo phanh, rồi cũng báo là động cơ cần bảo trì, có ở đây luôn. Về bộ rúp thì đi zin theo xe thì sử dụng bộ rúp của Acera thôi. Cái này mình giữ zin cho khách chứ mình không thay đổi, chứ nếu như mà thực sự để cho mình build á là mình sẽ build rúp âm cơ, rúp âm đi nó mới sướng. Xong rồi các bạn, cơ bản là xe như vậy thôi. Các bạn thấy xe đẹp không? Trường hợp mà các bạn ở nhà có chiếc xe cũ á, cho dù nó là xe gì cũng được, miễn sao là trục đạp giữa là nó 68-73, tức là khoảng cách cái độ rộng của cái trục giữa là nằm khoảng 68-73, là các bạn có thể build lên một chiếc xe thành e-bike luôn, và các bạn có thể tận dụng xe cũ. Bây giờ mình sẽ ngồi lên chạy trải nghiệm nha các bạn ha. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm nha các bạn. Khởi động xe lên coi. Rồi, let's go.
Trời ơi. Các bạn thấy nó khởi động nhanh không? Cái anh cameraman với lại một người đang chạy phía xe máy để quay cho mình là đuổi theo không kịp à. Tức là cái tọc ban đầu nó rất là cao. Nó rất là cái bốc luôn các bạn ơi. Chạy tay ga nè. Đi chiếc BNG này cảm giác rất là đầm chắc các bạn. Rồi chạy qua con dốc này đi, mình sẽ cho các bạn thấy cái sức mạnh của cadence sensor là như thế nào ha. Đây nè, cadence sensor tức là mình đạp chỉ cần có vòng quay thôi là nó trợ lực cho mình. Thì bây giờ các bạn xem thử cái tốc độ của mình và cái tốc độ vòng đạp của mình nha. Giờ mình để lên số 5 đi. Rồi các bạn xem nè. Cameraman dí không kịp. Các bạn xem nè đó. Bữa sau là phải trang bị cho anh cameraman và cái người lái xe một chiếc xe chắc phải xe điện mà cộng động cơ cỡ 3000W á, đi đua với cái này. Bây giờ mình thử tắt điện hoàn toàn để mình đạp cho các bạn xem ha. Rồi tắt hết rồi nè. Đạp vẫn rất là nhẹ nhàng nha. Cùng động cơ này với lại cái pin này nó khoảng đâu đó 12kg cỡ đó. Đạp cũng rất là nhẹ nhàng nè. Đối với mình á, là mình thiên về cái gì đó nó thoải mái. Thật ra mình thích rất là thích thoải mái luôn. Cho nên là tính ra cái tay lái cánh chim này nè, gắn vào đây rất là hợp lý. Nhìn nó như một chiếc touring vậy. Rồi quay đầu. Đối với những ai mà muốn đi một chiếc xe đạp để giống như sử dụng nó như là một cái phương tiện di chuyển hàng ngày á, thì cái việc gắn cái động cơ này khá là hay nè. Nhiều khi mình buổi sáng đi làm, mình không muốn đổ mồ hôi, mình muốn cho giữ cho bộ áo mình nó phải thật là sạch sẽ thơm tho thì cứ bật tay ga mà chạy. Rồi buổi chiều về á thì mình tắt điện đi mình đạp. Còn mà thấy mà mệt mệt thì vừa đạp vừa điện thì nó đỡ hơn. Còn như chuyện về xe máy á, thì mình đi là lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho rồi, nhưng mà xét về cái mặt về tập thể dục á, mình là không có. Cho nên cái này nó đáp ứng khá là hay nè. Xe này là 2 ngày nữa mình giao cho anh khách luôn. Sẵn tiện mình test rồi mình quay video cho các bạn xem luôn. Đôi khi là động cơ mạnh như vậy thì các bạn sẽ đặt câu hỏi là ôi mạnh như vậy thì khi mà mình thắng ngắt điện hay không? Thì riêng chỗ này nè có thắng điện luôn nha. Các bạn mà bóp thắng rồi là đạp hay là nhồi ga gì nó cũng không chạy cả. Là nó ngắt điện hoàn toàn luôn. Thì khi mình vừa mới nhả ga này đó, thấy chưa? Nè. Đây mình nói nhỏ cho các bạn nè. Đi xe đạp này đi nhậu không bị công an thổi. Hay là mình dừng lại đá trống rồi anh hùng đi ha. Rồi mình sẽ để maximum luôn. Mức độ chính. Mình đang để là mức độ trợ lực cao nhất và số ở đây là số lớn nhất luôn. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thử là nó tốc độ không tải là bao nhiêu nha. Còn hồi nãy mình ngồi có tải là nó lên đến khoảng 65 km/h luôn đó. Rồi bây giờ anh cameraman lại đây coi ngay chỗ màn hình nè. 1, 2, 3, bắt đầu. km/h nha các bạn. Và các bạn xem thử cái bánh này, nó quay ghê chưa? Ok, video đến đây là hết rồi các bạn ơi. Các bạn có muốn biết thêm thông tin về pin, về xe
và thậm chí là chiếc xe của bạn cần phải lên e-bike thì các bạn phải chuẩn bị bao nhiêu tiền, rồi cần phải làm những gì, thì các bạn có thể gọi điện đến cái số điện thoại có trên màn hình đó, thì sẽ có nhân viên hỗ trợ cho các bạn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.